chào tất cả mọi người. Sáng hôm nay thì mình và bố mình sẽ câu cá dưới ao lên để làm một vài cái món ăn. Và ngoài ra thì mẹ mình có hái rau trong vườn rồi làm chế biến những cái món ăn để trưa này có một cái bữa cơm. Và bây giờ thì phía sau mình là cái ao đây. Hôm nay thì ở quê mình nó đang mưa cho nên là không khí nó hơi u ám. Mình đội một cái nón như vậy. Mọi người có thể thấy trên cái đỉnh núi mà hôm trước mình quay cho mọi người xem, trời, sương mù nó dày đặc như vậy. Còn dưới này là cái cánh đồng phía trước nhà mình ha. Chỗ này có cái suối này, cũng có cá dưới này, nhưng mà cá dưới này nó nhỏ lắm, câu nó không có ăn, câu không có được, cho nên là phải câu trong cái ao. Với lại cá trong ao thì nó sẵn có nhà ba nuôi luôn, cho nên là câu ăn luôn. Thì mình có chuẩn bị chuồng, con chuồng á, ở trong này. Định hôm qua câu nhưng mà chiều hôm qua nó mưa quá cho nên là cuối cùng không có câu được, sáng hôm nay mới câu này. Đây, mọi người thấy con chuồng không? Cá nó bơi dưới đó quá trời, mọi người thấy không? Nó mắm. Mọi người thấy cá không? Quá trời cá ha. Đó, đã chưa? Nhưng mà câu nó lại không ăn mới hay chứ. Mẹ mình đang hái rau ở bên kia. Để tí nữa mà có ngoài món cá thì còn có món rau rồi những cái món khác nữa. Tí nữa sẽ hái một trái mít xuống và luộc hoặc là nấu canh gì đó. Hôm nay là quyết định là sẽ ăn những cái món ăn mà ở nhà, không có đi ra ngoài chợ mua luôn. Là câu cá lên nè, sau đó là tí nữa có rau, ngoài ra thì có mít. Và không biết là có món gì nữa không, để tí nữa chị mình sẽ thiết kế. Mong là tí nữa mình sẽ câu được mấy con cá lên để mà làm ăn. Chứ không là trưa này là không có gì ăn, tại vì là hôm nay không có đi chợ. Ở dưới cái ao này ba nuôi cá rô phi, cá rêu hồng, cá trống cỏ, cá lóc, cá trê và một số loại cá đó, gì đó mình cũng không biết nữa. Ở chỗ kia thì ba có trồng một cái cây xanh khá là to, nó xà xuống cái ao cho nó mát ha. Bên kia có một cây đu đủ, mọi người thấy không, nó ra trái á. Đây là một hàng cau, bên phía sau lưng mình cũng một hàng cau để xung quanh cái bờ ao á. Vài bữa là cau này nó lớn lên là nó sẽ rất là đẹp luôn. Mấy bên kia trước nhà có một cây mít nè. Cây mít đó là để ngoài công dụng ăn trái thì nó có thể che mát chỗ cái sân, là khi mà bạn của ba mà hoặc là bạn của mình á mà tới đó là để cái bàn ngay dưới cái gốc mít ngồi nhậu nhâm nhi nó rất là vui. Bên này cũng khá là nhiều mít nè, ngoài ra thì có dừa nữa. Cá nó bơi nó móng nhiều vậy đó, nhưng mà không biết là nó có ăn hay không. Từ cái lúc mà bỏ cá tới giờ là chưa có câu một lần nào hết. Đây là lần đầu tiên mà mình bác cần ra câu thử luôn. Nhiều khi nó lại không ăn, tại vì nó không có quen mồi hoặc là như thế nào á. Đa phần cá này là nhà mình nuôi là không có bán, là chỉ có gia đình mình ăn thôi. Đến lúc mà xúc ao á thì khoảng là chừng tháng 6, tháng 7 gì đó, trời nó nắng, cái ao nó nước nó rút, thì lúc đó mới tháo cái ao này và bắt cá. Mà nếu như mà nhiều quá thì mới bán, nhưng mà bán cũng không có bán đi đâu, bán cho mấy người ở trong xóm thôi. Nó bơi vậy nó mà nó không ăn nguyên một bầy cá luôn, nhưng mà bầy đó cá hơi bị nhỏ ha. Bà chó ở trong nhà lẽ con, trời nên mưa là nó ra nó ăn cỏ vậy đó, làm như hữu là ở nhà không cho nó ăn. Sáng nay mình ngủ dậy thì ngủ dậy hơi bị trễ mà ra câu cá luôn, chưa có ăn sáng gì hết. Giờ nhìn chó ăn cỏ thì mới nhớ là mình chưa có ăn sáng, nãy giờ chưa được con nào hết. Phải nói nhỏ nhỏ chứ không là cá nó không ăn. Trời, chó mất dạy. Bó tay luôn. Trời, đái xong là tự ngửi luôn kìa. Thank you.
mình mới vừa câu được một bà cá, nhưng mà nó nhỏ quá, cá rô phi, cho nên là bây giờ mình sẽ thả xuống lại. Thôi xong rồi, trưa nay chắc không có gì ăn luôn. Đây con cá mình mới câu lên, nó nhỏ xíu à. Cho mà sống lại. Wow, người thấy ở bên kia có hai con cá khá là bự kìa, nhưng mà nó không có ăn. Mấy con cá này kinh người quá. Hồi sáng tới giờ mình đặt cái cần mà nó, tại vì hồi sáng giờ mình câu nhưng mà cuối cùng là cá nó không có ăn, cho nên là mình đặt cái cần câu ở ngoài ao luôn và vô ăn cơm. Bây giờ là đã qua chiều rồi, khoảng chừng là 1 giờ chiều á, mà mình thấy có dấu hiệu là cá nó ăn. Bây giờ mình sẽ ra đó mình xem thử là có cá hay không. Để xem thử là có cá hay không. Nếu không là chiều nay khỏi có đồ ăn luôn. Trưa nay chẳng có cái gì ăn hết. Cuối cùng là ăn cơm với mắm không à. Đâu câu được cá đâu. Đây, mọi người thấy không? Quá, quá. Cái gì đây? Mắc cái cây như thế này rồi, phải gỡ thôi. Ô, được con cá lóc. Nè, mọi người thấy không? Cá to lắm, trời ơi. Bây giờ sẽ đem vô khoe với mẹ. Tại vì mẹ và chị mình á là không tin mình câu được cá. Cho nên là bây giờ mình sẽ vô, mình mang vô để xem thử là mẹ mình có tin hay không. Nó mới mắc cá mà sao mà cá nó chết luôn rồi mọi người. Vậy là chiều nay có cá ăn rồi. Má ơi, ra ăn nó đi với. Nhanh lên. Quay video rồi chắc. Nè. Má tin là con cao được có không? Ở đây xa đây hả? Con có nhậu xí. Giờ má tin nhau. Không có, mày đưa nó đây với mắt chị mày giấu. Giờ độ tiền á. Không, nó điên chứ độ. Mười ngon thôi, mười ngon. À cái đi. Đi. Có trà. Ở vô nữa. Thì cao. Mình chết mất rồi. Mới chết chứ, còn tươi mà. Ui, đồ không có chết mà. Chết lẫn an mà, còn cao, mát trong lưỡi cao mà. Ui, đừng có trà tỏ kinh. Đó. Bỏ vô trong cái xô đi. Hồi nãy giờ là con này nó mắc mắc lưỡi cao là khoảng chừng là, mình nghĩ là khoảng chừng là 2 tiếng mà con cá nó tử vong rồi mọi người. Nè, to ha, đã chưa, chiều nay là có cá ăn rồi, chứ không là bà cho mình ăn cơm với mắm nữa. Bây giờ mình sẽ ra mình kiểm tra thử cái cần bên kia có cá không. Mình câu là từ lúc sáng tới trưa luôn, cho nên là không được cái con cá nào hết. Cho nên là mẹ mình đâu có tin là mình câu được cá đâu. Đâu có ngờ là mình câu được con cá to như vậy. Bên đây có vẻ như là không có rồi. Tại vì những cái phao nó không có. Đúng rồi. Không có. Ba con bò nó đi nó ăn trên cái bờ ruộng. Nó không ăn lúa. Đây là con cá lóc của mình. Nguyên một ngày mà mình câu được có một con như vậy. Bây giờ nướng vào đây. Để tối nay có một bữa cơm ấm no. Chứ không là chị mình sẽ cho ăn cơm với mắm. Để xem thử là chị mình chuẩn bị ngoài cái món cá lóc đó thì còn cái gì nữa không. Coi thử. Đây là mít xào ngoài hồi trưa. Đây. Mít non ha, sắc ra như vậy và xào với lá lốt. Đây là canh bí đỏ với nấu với thịt bò. Ủa, món đi hé đào hả má? Hé rồi, dễ rồi. Ở mô. Đào.
Đây tính tôi không có để lao đây. Bầy gà con này, hôm trước mình quay nó còn nhỏ xíu này nó to vậy đó. Đây là đậu đậu gì mà? Đậu gì? Đậu chi? Đậu vón. Đậu vón hả? Đậu phộng rang rồi chị bỏ cái gì trong này? À, có nghĩa là giả một chén nước mắm, sau đó thì bỏ cái đậu phộng rang này vô ăn với cơm ngon lắm. Ngoài ra thì có muối mè nữa mọi người nè, mè đen ha, giả bỏ vô, bỏ đường vô á.